Nam tiếp viên mắc Covid-19 nói gì khi có nguy cơ bị khởi tố hình sự? Bài học về sự chủ quan, bùng dịch từ những nơi an tâm nhất. Nam tiếp viên hàng không là bệnh nhân 1342 đã vi phạm quy định về cách ly phòng dịch, không tuân thủ khi thực hiện cách ly tại nhà đã khiến không những bản thân bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 mà còn lây lan thêm cho 3 bệnh nhân khác là 1347, 1348 và 1349. Mới đây, VN Express đã có cuộc trao đổi với bệnh nhân 1342 khi người này đang điều trị và cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Lâm vào hoàn cảnh này, em thấy chạnh lòng thôi chứ không có gì hết. Sức khỏe em bình thường, không sao hết. Bệnh nhân cho biết mình nhận tin nhiễm virus SARS-CoV-2 khi đã được chuyển tới Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Tới ngày thứ 14 xét nghiệm em mới biết, bác sĩ gọi điện báo em, đến chiều là em đến Bệnh viện Củ Chi luôn, chứ em không hề biết mình mắc bệnh. Nam tiếp viên chia sẻ. Sau đó em không dám gọi điện cho người thân bạn bè vì sợ mọi người lo lắng. Em cứ đi thôi vì hy vọng là kết quả xét nghiệm sau đó sẽ âm tính. Ba mẹ em bị bệnh nên em sợ biết tin họ sẽ bị sốc, nam tiếp viên nói thêm. Ba mẹ của nam tiếp viên biết thông tin con mình mắc bệnh là qua các kênh báo đài. Khi đó, bố của bệnh nhân đã bị lên tăng xong 2 lần. Rất may là đến nay, sức khỏe đã ổn định. Nói về quá trình cách ly tại nhà, bệnh nhân cho biết hàng ngày chỉ có mẹ mang thức ăn lên cho mình và không giao tiếp nhiều. Hiện tại, mẹ của bệnh nhân cũng đã có kết quả âm tính và đang thực hiện cách ly. Nam tiếp viên tâm sự, sau khi xảy ra sự việc, anh có lên mạng đọc thông tin và thấy bị xuyên tạc khá nhiều. Vì thế, anh chỉ mong mọi người hiểu. Số điện thoại của em bị công khai nên em cảm thấy rất buồn. Mình cũng hy sinh để đi giải cứu 4-5 chuyến như Úc Anh. Em mặc đồ bảo hộ đi giải cứu vì em nghĩ những người mắc kẹt thì tiền đâu mà họ sống, tiền bạc đâu để chữa trị. Có nhiều khách em đưa về cũng nhắn tin động viên em cố gắng nhanh khỏi. Đó là động lực cho em, chứ họ không kỳ thị vì thông tin này. Y bác sĩ hay tiếp viên, những người làm các ngành nghề nhạy cảm, đứng đầu tuyến dịch, cứ bình tĩnh, tĩnh tâm mà theo đuổi công việc của mình. Vì công việc nào cũng có cái khó, cái dễ. Liên quan tới 4 bệnh nhân COVID-19 là bệnh nhân 1342, 1347, 1348 và 1349. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, tính đến ngày 5 tháng 12, tổng số đã điều tra F1 là 861 trường hợp, gồm 260 F1 tiếp xúc gần và 601 F1 tiếp xúc xa. Tổng số F2 là 1.400 trường hợp, tổng số rà soát cộng đồng là 655 trường hợp. Tổng số F1, F2 và số rà soát cộng đồng để lấy mẫu xét nghiệm là 2.916 trường hợp. Tổng số mẫu đã xét nghiệm là 2.532, trong đó bao gồm 861 trên 861 F1, 1.400 trên 1.400 F2 và 271 trên 655 mẫu cộng đồng là giáo viên và học sinh. Kết quả, có 2.528 mẫu có kết quả là âm tính, gồm 2.261 mẫu F1, F2 và 271 mẫu cộng đồng. Còn 384 mẫu cộng đồng đang chờ kết quả. Tính đến sáng ngày 5 tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, thành phố đã trải qua 3 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Sự việc vừa rồi xuất phát từ lỗ hổng trong việc quản lý người thực hiện cách ly, đặc biệt là ý thức tự giác của người đang trong thời gian cách ly. Bên cạnh đó, lỗ hổng này đã trở thành bài học kinh nghiệm quý giá trong việc chống dịch từ nhiều luồng, nhất là những sân bay, bệnh viện, cũng là một nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cần chú ý trong khâu phòng chống dịch. Với bệnh nhân 1342, may mắn anh được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày cuối cùng của chuỗi cách ly tại nhà. Từ đó, ngành y tế nhanh chóng truy tìm được người tiếp xúc gần. Nếu người này mắc bệnh và ngày xét nghiệm thứ 14 cho kết quả là âm tính, nghĩa là tự khỏi bệnh, chúng ta không thể tìm ra F0. Khi các bệnh viện phát hiện người dương tính, cũng là lúc cộng đồng có nhiều người mang virus. Chính vì vậy, mỗi người hãy ý thức hơn trong việc bảo vệ bản thân và cộng đồng. Việt Nam chúng ta sẽ khoanh vùng, dập dịch tốt nhất, có thể để dịch không thể bùng phát lên một lần nào nữa. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!